Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt camera mới. Đây là mẫu camera mới bên shop, camera Q5. Nó sẽ sử dụng phần mềm là V380 Pro. Thì khi mua camera về, mình sẽ lên CH Play hoặc là App Store để mình tải cái phần mềm về. Trước khi mình cài đặt camera, mình phải bấm nút reset cam, bấm và giữ tới khi nào mà camera phát ra tiếng mình mới buông tay ạ. Nút reset của nó sẽ nằm ở dưới đít của camera, mình sẽ bấm và giữ. Rồi, camera nó phát ra tiếng rồi thì mình sẽ để khoảng tầm từ 3 tới 5 giây để camera nó phát ra tiếng một lần nữa thì mình mới cài đặt. Rồi, nó phát ra tiếng lần thứ hai nữa thì mình sẽ bấm ở cái dấu cộng bên góc phải của màn hình. Mình sẽ bấm cái dòng thứ hai là thêm thiết bị mới. Rồi chỗ này mình sẽ bấm là bước tiếp theo. Chỗ này mình sẽ bấm cái dòng thứ hai. Chỗ này nó kêu mình sẽ bật định vị lên thì mình sẽ bấm OK để mình bật cái định vị của điện thoại mình lên. Rồi mình sẽ quay trở lại cái phần mềm, sau đó bấm tiếp cái dòng thứ hai. Chỗ này sẽ nhập là mật khẩu wifi của nhà mình vào. Bật cái con mắt bên đây lên để nó hiển thị xem là mình đã nhập đúng mật khẩu. Nếu đúng mật khẩu wifi rồi thì mình sẽ bấm bước tiếp theo. Bước này mình sẽ đợi một xíu để camera nó sẽ tự động kết nối. Khi nó chạy hết 100% rồi thì nó sẽ tự động vô cái màn hình như vậy cho mình luôn. Thì mình sẽ bấm vô cái dấu này giống như là dấu tua, mình sẽ bấm vào. Nó sẽ kêu mình là đổi mật khẩu thì mình sẽ bấm là cài đặt mật khẩu. Chỗ này mình sẽ cài đặt mật khẩu mới để cho nó bảo mật hơn. Hai dòng phải nhập giống nhau. Rồi sau đó mình bấm OK. Rồi mình sẽ bấm và mình xem. Đây là điều chỉnh camera xoay lên xuống trái phải. Camera này có một ưu điểm nữa là mình có thể xem cùng một lúc 4 màn hình. Và mình vẫn có thể điều chỉnh được cái cam đó luôn.